Tiền nhiều quá không ra. Rồi có cái giấy này là giấy là rất một có một mạnh thường quân rất lịch sự bỏ vào trong giấy luôn. Đầu tiên luôn. Mở này ra trước luôn coi. Anh bất ngờ lắm á. Trời hy vọng 500 đô rồi đó. Làm gì nó anh nghĩ là cái tờ này 100 đô. 100 đô. Thôi không có gì. Ôi chết cha, mẹ xét cái này nó rách chết luôn. Trời dán kỹ quá chú ơi, anh ơi. Tờ một tờ 1 triệu đô hả? Không, nắm đi, không vậy. Không quan trọng, cái nào cũng quý hết. Đâu biết đâu thì người ta vẫn rất trân trọng, người ta đóng góp cho mình thôi. Rồi, thôi giờ đều đếm nha. Bây giờ mình phải chia ra nè. Chia loại ra đi. Rồi. Thôi cứ đếm thoải mái đi. Mỗi người tự chia ra đi, rồi. Các mệnh giá khác nhau. Không, cứ chia ra hết, ai cũng đếm vậy luôn, có 10 ngàn, 20 ngàn. Để em như đánh bài vậy đó. Xong rồi nó hồi gộp cho lẻ không mà. Đúng rồi. Tiền này chắc không được 3-4 kg. Rồi đó, như vậy. Đấy, những cái đống tiền này xôm xôm thôi. Đây nè, 10, 20, 50, 100, 200, rồi 500 là tụi em để giống như anh vậy nè. Rồi tụi em tự đếm đó. Thì mình cứ làm vậy là ra nhanh nhất thôi, đúng không? Cảm giác là 20 ngàn rồi, rất là nhiều luôn quý vị các bạn. Đừng để trong hình nha mọi người. Trời sao mình tự nhiên mình đếm toàn 20 không trời. Nói chung là cái gì cũng vui hết. Thôi kéo ra bớt đi. Nó bị xích ra một chút đó vậy đó. Rồi ra đó trời ơi. Đây rất hoàn toàn. Nè cái này là tiền đô Australia. Đúng sao? Rồi cái này để đây. Lùa ra đi em tấp kéo ra như rồi. Ok 500. Đừng có đẩy. Bánh ra nè. Chia ra hai cụm đi. Trời ơi đếm cái này cũng gãy tay chứ mà giỡn luôn. Rồi đây cho em một cụm nè. Cụm 500, cụm 500. 500. Cái này. Xem cứ âm này nha. 500. Trời anh thương. Sao mình có duyên quá mình gặp bằng 20 ngàn không trời. Tụng bấm tập thật. Đếm tiền mà tiền của người ta. Tiền tình, tiền nghĩa. Ôi, Nam Bi có vẻ rất là chuyên nghiệp, giống như là cờ bạc chuyên nghiệp đó nha. Thảy rẹt quá. Hồi hộp quá, không biết liệu có. Hôm qua là coi như là bên kia 72 đó, mình làm sao. Thôi, nó như đây sơ nhẹ là thấy 30 rồi đó. Columnman là quen rồi nha bà con, chỉ cần cầm sắp tiền lên là biết nhiêu tiền. Ôi, bà con thương quá, thật sự luôn. Không nghĩ là bà con mà thương anh em Columnman với Khương Dừa như vậy, thiệt sự. Mình trước giờ mình làm kênh thì cũng cứ lên đó vậy thôi, chỉ thấy mọi người cũng nhắn tin rồi khen rồi nọ kia mình, nhưng mà mình không nghĩ là hôm nay mọi người thật sự là đến nè. Chứng minh luôn bằng hành động chứ không phải là chỉ bằng lời nói. Trăm cũng nhiều lắm. Đây, 500. Có từ 500 luôn. Cặp mắt mình nhìn là 500 hơi bán luôn á. Đây nè, thấy không? 500. Cảm ơn bà con cô bác.
Cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn bà con cô bác. Thiệt có cực khổ cả ngày xong ra ngồi đếm tiền cũng vui ha. Cái này là phải để quan nguyên một sụt nha. Chứ là mình không, chứ mình cắt một cái là người ta nói mình không trung thực đó. Chứ không phải giỡn đâu nha các bạn ơi. Anh không biết hôm qua là anh Khương vừa quay làm sao. Mà nếu mà cái này mà không quay một sụt one shot là rất là nguy hiểm á. Rồi hình như vẫn còn 500 đã rồi. Nấm bi gọi là có năng khiếu trong chương trình tìm. Này nào nó muốn đếm tiền cho nên nắm nhìn cái màu thôi. Cái màu xanh của 20 chứ cái màu xanh của 500 nó cũng giống nhau lắm nha bà con. 50. Rồi anh nghĩ là 500 là xong. Đây 500 nè, tôi nhìn là bóc không đúng rồi thôi đó. Thấy chưa? Giỏi chưa? Đây 500 nữa nè. Đó, thấy chưa? Thôi bây giờ mình đếm qua 200 đi. Quá. Rồi chắc hết 500. Ồ. Sẽ thun lên cho anh, sẽ thun đi. Ở đây đem coi. Rồi trước mắt là cứ xếp một sắp đây đi. Rồi một sắp 500. Hai sẽ thun. Rồi bây giờ mình đến tiếp 200 nhé. Đây hai tay, hai của em. Rồi em. Rồi ok đây đó anh. Không, đây lúc này mình tính sao? Đổi sao đây? Đừng lo. Mình cứ gom hết cái cuối cùng là mình bắt đầu mình quy ra tiền mặt. Đây 200. Rồi 200 thì gom cho anh, 50 thì gom cho Đoan, 20 thì gom cho Đỗ Anh. Tương đối. Rồi 100 ngàn gom cho Trang là nhanh nhất. Ô oh, wow, quá nhanh luôn. Rồi thôi 10 ngàn nữa gom danh luôn đi cho lẹ đi. Một hai ngàn nữa, thương quá à, bà con cái gì bao nhiêu người ta cũng cho mình hết trơn á. Một hai ngàn người ta cũng cho mình luôn nữa. Vui ha. Nhưng thật sự hôm nay là mình, anh Thay không thấy là có những cái người mà gọi như là tới gọi là quyên góp đẻo á, hiểu không? Đúng không? Mà tất cả họ đều đến, họ đều cho, một họ đều đàng hoàng để góp một cách nghiêm túc. Không có cái dạng mà góp đẻo tới là bỏ vô 1.000 đồng xong cái vô lấy bánh mì không biết rồi đó. Không có. Tay nắm bi lùa hay quá thì cái nắm bi. Năm chuột. 10 ngàn đâu, đây. Here you are. Đó, mọi người thấy mình không? Đó, tôi không có năng khiếu tìm tiền chẳng bằng tiền lẻ không à. Ồ, hôm qua anh Khương đếm làm sao? Cũng vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Tóc hành hơi bị xuất sắc. Không biết đô Úc này nhiêu tiền thì nhiêu nữa, không biết luôn. Để cho mình nhân sao hơn. Chỉ cần tiền Việt mình thắng thôi là đô Úc mình để đó, mình để chơi được rồi. Trời ơi, đất lên góc này không sao đâu. Tiền nó giòn quá, tiền của ai giòn dữ vậy. Còn có 5 cho lòng lẻ nữa. Rồi ok. Ủa thế tiền 200 ngàn thấy giờ mà ít quá ha.
Rồi, bây giờ bắt đầu từ 500 trước nha. Năm đi cái sổ đi. Rồi, đếm đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Về khó vậy ta, thôi đếm đếm về luôn cho dễ nè, từ nha. Ừ, thôi đếm luôn. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn làm lại đi, 15, 16, 17, 18, 19. Trời ơi, tao lọt ra vô cái tờ này vậy, 20 ngàn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Rồi 50 tờ này, hy vọng hơn 50 tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 là 80 tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, đây được 50 triệu. Cà cà cà. Ok, một sắp 50 triệu nha. Rồi. Bao nhiêu ạ? Chưa, chưa, cái này chưa, từ từ chưa xong. Bao nhiêu ạ? 50 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 114 tờ 500. Cái gì vậy? 114 tờ. Xem không ghi thì dễ, dễ kìa. Ừ, cái đó để nó hồi em còn xong rồi em ly tổng lên. Còn cái này em ghi để em lấy số tiền. Nè, 114 tờ 500. Cho chị mở cái sổ, chị ghi. Ghi cái sổ á, ghi theo từng mệnh giá đó. 114 tờ 500 ngàn. Rồi. Ừ. Đây, còn quá hả? Bỏ vô đây. Bảy tờ 200 nè.
57 tờ 200. Chị biết cái tờ rác rồi. Trang, Trang đến hả chị? 57 tờ 200. Rồi vậy này là thêm tờ nữa 115. Ủa, nãy em nói này nhiêu? Em không nghe luôn á. Trời ơi, tao đọc. Đây em đếm lại cho. 115 rồi phải không? Rồi, kêu đây. Không có cái nước á. Liếm liếm ngoài kỳ quá. Cho cái chén nước đó, hay là cái này nhiêu đây? Chưa đếm hả? 100 tờ năm. Đúng 100 luôn hả? Không ạ, còn 70. 161 tờ. Rồi, cục đây luôn. Cái gì vậy? Ôi mẹ ơi. Rồi 161 tờ, 50 ngàn. Chia vô đi. Bên này 100 nữa nè. Cái này 57 tờ hả? 57 tờ rồi, chia đi, em ghi đó đi. 57 tờ 200. 161. Thu gom vô luôn đi, 161 luôn, cho vô chung luôn. 50. Này, này nãy giờ. Này nãy giờ. Rồi, ok. Cột lại hai lần mà chắc. $500 là Australia. Tiền Australia hôm nay nhiêu á? Ai sợ tỷ giá mà. Cương sợ tỷ giá $500 la ô Úc. Để anh hỏi Trúc có còn đồng nào nữa không? Nhân luôn. Một đô bằng 15 ngàn. Một đô. Nhân đi, nhân. 500, 500. 500 đô Úc bằng nhiêu đô đồng Việt Nam? 27. 7 triệu 800. Làm tròn đi, coi như 7 triệu mấy. 7 triệu 850. Rồi 7 triệu 850 ngàn. Coi như. Dạ em nghe. Ừ Trúc ơi, hôm bữa cái anh nào cho 100 đô đó em đưa cho Trúc 100 luôn hả? Hay sao? Dạ, em đưa 100 à. À vậy là hôm nay 100 đưa ra như đó là 9 triệu mấy là đủ rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Đô, tại vì vậy là hết rồi không? Rồi. Cho nên mẹ không có rút ra, à. Đổi ra là 2 triệu tư đó. Rồi chuyển qua PayPal rồi ha. Rồi ok, vậy dạ. Thôi, xong. Dạ, rồi, rồi vậy sáng nay Trâm mang ra rồi, là đủ rồi. Dạ. Đây dạ. Anh tổng kết nó cho nó coi được bao nhiêu quá mà. Rồi. Để anh tính chung luôn. Cùng tính đây cho nó đừng bị. Để tính nè. 115 tờ 500 1 năm. Nhân 500 là 57 triệu 500 ngàn. 57 triệu. Rồi ok.
rồi cộng nè 57 nhân 200 ngàn, 57 nhân 200 57 nhân 200 ngàn là anh cho nó ra vậy luôn rồi. Ghi vô đây lát anh cộng 57 tờ 200 ngàn là 10 triệu mấy. À, 161 50 16 cộng 161 em cứ em tự nhân ra lẻ đi, còn anh ăn cộng chẳng luôn rồi sang lát em cộng này em thử làm hai lẻ tư nhân 20 ngàn, hai lẻ tư nhân 20 đã hơn rồi, đã hơn rồi. Nắm dòm thấy số 94 rồi. Rồi ok. Sắp 100 triệu rồi. Đúng. Chưa cộng hết nha. Chưa. 204 nhân 200 20 chứ hả? Rồi. 196 10. Cộng 196 nhân 960. Anh đang cộng anh đây. Rồi. Cộng tiền lẻ 241 ngàn. Cộng 7820 7820 rồi xong. Theo máy tính của anh là 104.351.000. Bây giờ cộng lại đây nè. Bây giờ tụi em cộng lại cái lẻ này lại có đúng không? Đối chiếu thôi. Để đưa anh ghi cái bút của anh cũng 104.351.000 rồi. Nắm cộng đi 57.500 cộng chưa? Em cộng tới đâu rồi? 8050 cộng 13.300.000 rồi. Cộng 4.080.000 sai 4.080 4.080.000 chứ không phải 4.800.000 960 cộng 241.000 cộng 7.820 cộng 57.500.000 cộng 11.400.000 cộng 8050 300.000 cộng 13.300.000 rồi. Đúng, thống nhất xác. Rồi ba số hoàng ngay phụ ca là xong. Nghĩ chụp hình nha, chưa hết nha. Đây là 104.351.000 và còn 10 triệu nữa của một fan, của một cô ở bên Canada tặng cho Colorman là 5 triệu và Khương Dừa 5 triệu, có nghĩa là mình cộng thêm 5 triệu nữa vô nữa.
là mình được như vậy là mình được 109.351.000. Trời còn máy tính nữa. Trời ơi. Bị chắc cú anh ơi. Còn như vậy anh Khương làm qua 71 triệu mấy thì cộng thêm 5 triệu nữa. Đó. Đây số tổng của mình đây. Rồi của anh Khương đâu? 72.131 cộng thêm 5 triệu là 77.131. Chưa. Cái này tiền mới. À mới đưa hôm nay ạ. Hôm qua cũng có 5 triệu. 5 triệu qua. Của một cái anh chị nào đó bên Mỹ cũng gửi. Khác, vậy là khác. Rồi. Tổng của mình bao nhiêu chị? Tổng của cả hai anh luôn á hả? Không. Anh Khương là 77. Anh Khương 77.131. 131. Giống số 1 luôn. Rồi. Còn anh là 109. Ê, 109.351. Rồi, cộng lại hai số đó đi. Rồi, của anh Khương. Rồi, của anh Khương 77.131 đúng không? Tiếp, cộng 77.131. Ủa sao nó ra kỳ vậy? Đây nè anh. À, 77, quên. 77.131. 77.111 mà mình để thành 7.7 triệu. Rồi đồng, rồi thống nhất luôn. Đây. Như vậy là sau cái ngày day one, ngày đầu tiên, thì Khương Dừa và Coleman cộng lại là tổng số là 186.482.000. Đúng không? Coi như ngày đầu tiên là Coleman tạm dẫn trước, là mình 109.351.000. Còn Khương Dừa là 77.131, tức là Khương Dừa thua mình khoảng chừng 42 triệu. Mặc dù là Khương cũng rất nhiều người nước ngoài đóng góp. Chứng tỏ là Coleman này là bán xuất sắc, mà mọi người cũng thấy rồi ha. Rồi. Rồi thì còn ngày thứ hai nữa để xem hai anh em như thế nào. Hy vọng rằng là anh em riêng team mình sẽ nhận được 10 triệu từ Khương Dừa để anh em mình đi ăn uống cho vui. Chỉ tiêu đã vượt rồi. Và thật sự thì hôm nay là cả anh em rất là nổi da gà, đây là xúc động á, tại vì không nghĩ là mình có thể làm được một cái con số như vậy. Chỉ có ước mơ là 25 triệu một ngày thôi mà không ngờ là con số lên gấp coi như gấp 4 lần rưỡi luôn, là 109 triệu, coi như 110 triệu riêng một ngày của Coleman, mà mình bán thời gian có khi còn ít hơn bên kia nữa. Tới 5 giờ rưỡi là mình kết thúc rồi. Thôi thì hy vọng là con số này thì mình cũng không có hy vọng gì nhiều hơn, nếu như chúng ta có thể làm tròn con số này trong đợt tới, ngày thứ hai là hai anh em làm sao mà nếu mọi người ủng hộ được một cộng thêm là vừa tròn 300 thì quá đẹp ha. Còn nếu mà còn con số ngang ngửa gì nữa thì thôi quá, là được 300 mấy lần thôi, chỉ hy vọng là 300 triệu ha. Tức là có nghĩa là chúng ta còn thiếu khoảng, nếu mà chúng ta cố gắng là 300 triệu thì là còn nhiêu ta, còn 586 thì còn thiếu khoảng 114 triệu nữa thôi. Tức là Coleman và Khương Dừa cố gắng người 70 nữa, người 60 nữa là mình tròn 300. Rồi như vậy là nó vượt xa với cái chỉ tiêu mà hai anh em mình mong muốn là gấp 3 lần. Yeah, hy vọng, chúng ta có quyền hy vọng cho đợt thứ hai